Chào mừng các bạn đến với những bộ tộc độc đáo nhất thế giới. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 10 tộc người sở hữu siêu năng lực dĩ nhất hành tinh. Những khả năng siêu hạng của các bộ tộc như lặn 13 phút dưới nước mà không cần bình oxy, mắt tinh gấp 4 lần người thường, chạy đường dài không biết mệt, sống thọ gần 120 tuổi hay miễn nhiễm với ung thư, chắc chắn sẽ khiến bạn ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy chưa có lời giải thích chính xác nhất, nhưng theo các nhà khoa học, những khả năng đặc biệt của các tộc người này phần lớn là do chế độ ăn, môi trường và lối sống. Chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Đầu tiên là bộ tộc có khả năng chạy đường dài tốt nhất. Cây lớn Zin là bộ tộc nằm ở phía tây của Kenya, quê hương của những vận động viên chạy marathon xuất sắc nhất thế giới. Những người cây lớn Zin được biết đến với một chế độ ăn rất ít tinh bột, nhưng nguồn năng lượng của họ lại rất dồi dào. Tuy chưa có lời giải thích chính xác nhất, nhưng theo các nhà khoa học, những khả năng đặc biệt của các tộc người này phần lớn là do chế độ ăn, môi trường và lối sống. Thứ hai là bộ tộc Bà Giao, được mệnh danh là những thợ lặn siêu hạng nhất thế giới. Bộ lạc Bà Giao, Indonesia được biết đến với tên gọi dân du mục trên biển. Những ngư dân Bà Giao có thể nhịn thở 13 phút và lặn sâu 70 mét. Sở dĩ có được một khả năng đặc biệt như vậy là vì người Bà Giao thường có lá lách to hơn những người khác, thậm chí một số người đặc biệt còn có lá lách to hơn 50% so với người bình thường. Các nhà khoa học đến từ Đại học Cambridge giải thích lá lách to khiến cho những người tiêu tốn ít oxy ở dưới nước, bởi vậy họ có thể lặn sâu và lâu hơn người thường. Thứ ba là bộ tộc Mâu Cây Ơn, bộ lạc mắt tinh dưới nước. Mâu Cây Ơn cũng là một bộ lạc vùng biển sống ở miền Tây Thái Lan. Bộ lạc với làn da bánh mật khỏe, khoắn sở hữu một đôi mắt rất tinh tường khi gặp nước. Cụ thể, những em bé Mâu Cây Ơn có thể nhìn rõ một vật cách xa khoảng vài mét trong môi trường nước. Anna Gislen, một nhà khoa học thuộc Đại học Lund, Thụy Điển đã đến đây sinh sống và nghiên cứu. Theo Anna Gislen, trẻ em của bộ lạc Mâu Cây Ơn có thị lực tuyệt vời, tầm nhìn tốt hơn gấp 2 lần so với trẻ em châu Âu. Các em nhỏ có thể bắt sỏ, chai, hải sâm dù ở độ sâu 3,4 mét và có thể xác định được những vật thể nhỏ 1,5 mm. Tuy nhiên, người trưởng thành của bộ lạc lại không có được khả năng này. Dù đã dày công nghiên cứu, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được đáp án chính xác. Thứ 4 là bộ tộc Sherpa, được mệnh danh là những siêu nhân leo núi, sống ở dãy Himalaya. Đã hơn 6.000 năm, người dân bộ lạc Sherpa có khả năng thích nghi với môi trường cực lạnh với nồng độ oxy thấp. Leo núi đối với người bình thường sẽ rất khó khăn dù là bất cứ ngọn núi nào, nhưng với người dân Sherpa thì đây là một nhiệm vụ quá dễ dàng để thực hiện. Chính vì kinh nghiệm và khả năng đặc biệt, nhiều đoàn leo núi khi muốn chinh phục đỉnh Everest đã luôn tìm đến những hướng dẫn viên chuyên nghiệp của bộ lạc Sherpa. Và thứ năm là bộ tộc Fo, rùng rợn, bộ tộc ăn thịt người. Các nhà khoa học phát hiện bộ tộc Fo ở Papua New Guinea có khả năng kháng lại một số bệnh thần kinh nhờ ăn não người. Fo có tục ăn thịt người, đàn ông ăn da, còn phụ nữ và trẻ em sẽ ăn não. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng lây lan dịch bò điên cư lừ, làm cho những người mắc bệnh trở nên điên loạn và tấn công người xung quanh. Dịch bệnh đã khiến dân số bộ lạc giảm 2%. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng phát hiện ăn não người đã giúp cho những người này có đề kháng rất tốt với những bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Thứ 6 là bộ tộc Simen, tộc người có trái tim khỏe nhất. Một dữ liệu nghiên cứu từ năm 2004 đến năm 2015 cho thấy khoảng 90% dân số của bộ lạc Simen ở Bolivia không có biểu hiện của bệnh tim mạch. Đây là một kết quả rất bất ngờ. Tộc người Simen sống trong các khu rừng nhiệt đới. Họ sinh sống chủ yếu dựa vào việc canh tác và săn bắn. Chế độ ăn thường ít chất béo và protein, nhiều rau xanh, hoa quả, kết hợp lao động liên tục trong nhiều giờ. Các nhà khoa học cho rằng môi trường và lối sống là hai yếu tố giúp Simen hạn chế được bệnh tim mạch. Thứ 7 là bộ tộc Mong, những người giao tiếp bằng tiếng sáo. Người Mong ở Trung Quốc sống dưới chân dãy Himalaya với khoảng cách khá xa nhau, bởi vậy họ đã tìm đến và giao tiếp với nhau qua tiếng sáo. Những người yêu nhau đã gửi tâm tư vào tiếng sáo để bày tỏ, nhưng tiếng sáo không thể xác định rõ ràng như giọng nói con người, vì thế cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Việc huýt sáo tỏ tình đặc biệt rất phù hợp với những người yêu muốn được giấu mình khi bày tỏ với đối phương. Một số bộ lạc khác ở Amazon cũng sử dụng tiếng sáo để giao tiếp
khi đi săn bắn trong rừng. Theo họ, đây là cách an toàn và không khiến cho con mồi bị giật mình. Thứ 8 là thổ dấn ốc với thị lực tuyệt vời. Các nhà khoa học cho biết, một số thổ dấn ốc có thị lực tốt gấp 4 lần so với người bình thường. Những trường hợp đặc biệt được tuyển chọn vào quân đội Úc vì có thể quan sát kẻ thù ở một khoảng cách rất xa. Họ cũng được giao nhiệm vụ phát hiện thuyền của những người nhập cư bất hợp pháp ở vùng biển nước này. Tuy nhiên, do một số yếu tố như vệ sinh kém và bệnh tiểu đường, những thổ dân trên 40 tuổi dễ bị mù gấp 6 lần so với những người khác. Thứ 9 là bộ tộc Okinawa, những người sống thọ nhất thế giới. Người Okinawa, Nhật Bản được cho là những người sống lâu nhất thế giới, với rất nhiều trường hợp có tuổi vượt qua con số 100. Năm 2013, người đàn ông có tên Jiroemon Kimura ở vùng Kyotango qua đời ở tuổi 116, và cũng là sống lâu nhất được ghi nhận tới thời điểm đó. Các nhà khoa học cho rằng bí quyết sống thọ của người dân vùng này chính là một chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt nhiều cá và rau tươi. Chế độ ăn này sau đó cũng được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản. Và cuối cùng đó chính là cộng đồng người lùn lè lơn, miễn nhiễm với ung thư và bệnh tiểu đường. Ở một vùng xa xôi của Ecuador, một số người dân đã bị hội chứng lè lơn khiến họ không thể cao quá 1 mét, nhưng chính đột biến này lại khiến họ có thể sống lâu và khỏe mạnh hơn. Thậm chí tiến sĩ Jamie Gay-Vanner-Wheeler sau khi lấy dữ liệu và làm xét nghiệm còn bất ngờ hơn khi ông phát hiện rằng họ hoàn toàn miễn nhiễm với hai căn bệnh nan y của nhân loại là ung thư và tiểu đường. Kim tự tháp bí ẩn lớn gấp 2 lần Giza được người khổng lồ cao 3 mét xây dựng. Nằm trên ngọn núi Puella, kim tự tháp bí ẩn mở ra những câu chuyện về kỹ thuật xây dựng các công trình khổng lồ chưa từng được công bố. Nhắc đến kim tự tháp, chắc chắn nhiều người nghĩ đến Ai Cập đất nước của những huyền thoại, bởi nơi đây có những công trình kim tự tháp đồ sộ cùng những vị pharaoh nổi tiếng. Giza, đây là một cái tên quen thuộc, được biết đến là kim tự tháp lớn nhất thế giới. Giza nằm trong cụm 3 kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ cho pharaoh Khufu. Ban đầu, kỳ quan này có chiều cao lên tới 147 mét. Trải qua thời gian và sự xói mòn của các yếu tố thiên nhiên, ngày nay chiều cao của Giza chỉ còn 139 mét. Nhưng đừng vội đưa ra kết luận khi bạn chưa đến Mexico để chiêm ngưỡng đại kim tự tháp Cholula nằm trên ngọn núi Puebla, Mexico. Theo các chuyên gia khảo cổ, đại kim tự tháp Cholula rộng 450 mét, cao 66 mét, có kích thước tương đương với 97 bơi Olympic, lớn hơn gấp 2 lần kim tự tháp Giza với nền móng rộng gấp 4 lần. Đại kim tự tháp Cholula đã được ghi vào kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới. Cholula ẩn mình dưới lớp áo khoác mang tên ngọn đồi đầy cỏ. Không ai biết có phải chính những người thợ xây kim tự tháp cách đây 2.300 năm đã cố tình dùng đất sét, cỏ cây để nhằm che giấu kim tự tháp khổng lồ này không. Chỉ biết rằng khi phát hiện ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Đại kim tự tháp Cholula đã được ghi vào kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới. Nó vốn là đền thờ rộng 4,45 triệu mét vuông. Tháng 10 năm 1519, đội quân viễn chinh Tây Ban Nha do Hernán Cortés chỉ huy đã tràn vào thành phố Cholula, cướp bóc và giết hại 3.000 người chỉ sau vài giờ. Họ xây một nhà thờ nhỏ trên đỉnh ngọn núi lớn làm biểu tượng cho cuộc xâm lược mà không hề hay biết đến sự tồn tại của kim tự tháp bên dưới. Phải đến năm 1910, người dân địa phương mới phát hiện ra sự tồn tại của kim tự tháp. Giới khảo cũng phát hiện hơn 400 người được mai táng ở trong và xung quanh kim tự tháp. Một nhóm công nhân khác khi đào đường cũng tìm thấy ít nhất 63 bộ xương, bao gồm một số hộp sọ biến dạng của trẻ em bị chặt đầu để hiến tế. Điều này đưa đến giả thuyết rằng, nơi đây được sử dụng để làm nơi thờ cúng cho bầu trời và đấng sáng tạo Quetzalcoatl của người Aztec xưa. Đường viên quanh núi lửa tạc vào dáng dấp đại kim tự tháp Cholula. Kim tự tháp này còn có tên gọi nữa là Tlachihualtepetl, nghĩa là quả đồi nhân tạo. Cholula bị người Olmeca lớn Cas chiếm đóng vào năm 600 SCN. Vào khoảng năm 11006, công nhân Cholula bị người Toltec Chichimecas hôn tính. Lúc đó đại kim tự tháp Cholula như bị chôn vùi trong cỏ và cây dại mọc ngút ngàn. Đến đầu thế kỷ 20, đại kim tự tháp Cholula mới được khôi phục. Các nhà khảo cổ đã thực hiện khảo sát và khai quật kim tự tháp. Năm 1930, họ xây dựng đường hầm để khám phá bên trong kiên trong kim tự tháp. Họ phát hiện ra hệ thống lối đi dài 8 km. Những lối đi này đưa khách tham quan đến từng giai đoạn xây dựng khác nhau của Cholula.
Các nhà nghiên cứu đến nay vẫn chưa xác định được ai là người xây dựng công trình cự đại này. Tuy nhiên, theo các truyền thuyết của người dân địa phương, công trình này được xây dựng bởi người khổng lồ Cuinamezin. Theo thần thoại Aztec, người khổng lồ Cuinamezin từng cư ngụ và sinh sôi trên trái đất, trong chu kỳ mưa mặt trời, xuống nền, họ cao hơn 3 mét với trọng lượng khoảng 270 kg. Giống như các truyền thuyết khác trên khắp thế giới nói về sự tồn tại của người khổng lồ, người Cuinamezin cũng được tạo ra bởi những vị thần. Nhưng đến một ngày, khi họ mất đi tín tâm vào thần, đạo đức ngày càng tụt dốc, phạm phải vô số tội lỗi nặng nề, nền văn minh đỉnh cao của họ đã bị các vị thần trừng phạt bằng những thảm họa kinh hoàng, và đi đến hủy diệt. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!